Lên chào nhà nha. Em chào cả nhà nha. Mời khỏe ở nhà. Bữa nay thèm coffee rồi. Nghe qua ăn gà bữa nay thèm coffee hả? Ừ. Thế tao lướt thì sao? Giờ này cũng trời chưa nắng, đứng nắng. 11 giờ mấy cả nhà? 11 giờ mấy. Bây hai, giờ... hai chồng xuân mình đấy lưới đi văn. Thứ khùng gì đó. Đứa nó bị như này nè, nó hay vậy đúng không cả nhà? Chứ tao canh chắc chiều tôi đi ai đi 12 giờ chưa nắng đi vậy? Rồi nó chơi cái vuông giờ cá cũng ít, mình phải nèo lâu nó mới dính cá chứ để người dân liền nó không có dính. Giống như bữa đó anh neo nguyên một đêm á. Đêm dính. Dính quá trời luôn cả nhà. Bữa nay giờ này hai chồng mình neo đi. Neo tới mát luôn. Mát tới chiều đúng 5 giờ luôn mới thầm để coi nó có dính nhiều không. Dính nhiều. Vô làm món ăn à. Muốn ăn mỗi ngày. Lưới đồ sao? Lấy tao lưới đi. Giờ lấy cái lưới ăn đi. Nha vợ ngoan, kêu gì cũng làm chứ. Vậy mới đúng là người vợ của Cani Tèo xem chính đẹp trai chứ. Kêu cái chuyện là hợp lý thì người ta mới đi, mới làm. Ừ. Chứ mà kêu không hợp lý thì trời. Thử này khác không nhé. Thôi đi nhận lưới cả nhà. Chưa mà yên tĩnh luôn em. Nghe luôn á. Mới vừa gần 12 giờ đó anh tắt đài phát thanh rồi đó. Ờ. Đúng rồi. Tại 11 giờ có phát thanh là gần 12 giờ là tắt đài. Ở đây mà. Bữa hổm mấy đứa em về nói nha. Ở trong này buồn sao chịu nổi chợ. Tại ở trên dùng trên quen chứ ở ngoài chợ. Cái về gặp hai chồng em ở trong này nè. Cái giấc tối đó, trời ơi. Tối giấc nghe ve sầu kêu sao chịu nổi. Chứ giấc chưa im ru vậy nè. Rồi anh đi xuống đi em lần cây lại cái em lấy ta em lấy cây sào. Ừ. Chống mà nghỉ chèo à. Bữa nay không chèo nữa mà chống. Tại sao với cả nhà mắc cây dầm rồi. Lột nó mất tiêu không có cây dầm giờ phải đứng chống. Thấy em chống ui luôn luôn anh. Ừ, ui hay lắm. Anh cứ này ngồi yên đây mọi chuyện cứ để em lo à. Lắc cái cắm đầu xong cười. Cái xuồng này á của mẹ nè nó giữ xuồng mình. Kìa nè, có cái đài sẵn luôn nè. Cái chỗ cũ anh là cái gì nè. Đúng rồi. Rồi em lấy cái đài đó em giặt luôn. Nè, đài. Hổm dân xe gì cá còn thử bữa nay thử lại về dân dính. Nào tới chiều luôn cho mát. Hổm anh dân xe gì cá bữa nay em dân xe viền lưới luôn là không dính con nào lưới cầm chịu ăn muối luôn hai vợ chồng mình cần gì cá nhiều ăn cũng đâu hết đâu bây giờ cục muối hai đứa mình chia đôi cũng được mà cần gì cá anh ha quá khá là dễ thương quá tình cảm hấp mệt quá lãng mạn là anh biết sao mà giờ này em lãng mạn không sao thì 12 giờ trưa trời nắng á căng dàn kinh khùng nó điên gì đó chứ bình thường thì hiểu cảnh đó nha bình thường là hiểu liền á tại lưới này cũng tới dữ rồi tới hồi dữ rồi tại nó mục hết à chỗ này sâu ha chỗ này sâu này chỗ này sâu múc bọt múc nè ừ ghê à vậy đó. Thì miền Tây là phải biết này phải không? Phải biết chống xuồng, biết giăng lưới, biết dỡ lú. Phải biết chăng nắng. Giờ này ta dân thành phố giờ này ta dễ gì trừ ra công chuyện gì ta chạy xe đi thôi chứ ra nắng ngồi giống như em vậy đây chi. Rồi ta ngồi máy lạnh ta làm việc không à? Đúng rồi. Làm việc nhầm người thì ta làm công nhân cũng ở trong mát nữa. Đúng rồi. Mà làm tội cho mấy người làm xưởng gỗ á. Nắng á. Nhớ là mình làm xưởng gỗ không? Trời ơi nắng. Nắng rồi thêm nó bụi á. Đúng rồi. Hồi nó hạt. Anh nhớ là lần lúc mình làm bên Bình Đồng Nai mà cái chỗ ngã ba khu nghiệp Tam Phước anh. Ừ. Trời nắng nóng muốn chết mà nó còn bắt mình mang giày nữa. Giày người ta đi. Đóng thùng. Tại vì công ty của người ta phải vậy. Công ty của người ta quy định vậy mình phải chịu. Quy định vậy mình phải làm theo. Mình chấp nhận làm thì mình phải chịu. Em nghe dính nữa gì anh ơi, sao nghe giật bật gì nhanh quá trời. Nói cho anh mừng vậy đó. Có hỏi là lưới này ha. Vừa văn sơ với dính con cá chét liền. Ồ ok dầm cỡ đó mở sâu vậy đó. Sâu nè anh, em thấy không tới luôn nè. Ủa.
này. Hay chắc hụt đầu luôn á. Chắc thì gì? Tại vì múc hai lần rồi đó, phải ít đâu. Múc lắp cái bờ ngang nó đâu phải ít đất đâu. Ừ. Rồi đâu có múc cái nền nhà mình nữa. Múc lên đắp cái này nè, cái lỗ này nè. Sâu à? Ồ. Sâu. Cái gì mà nít về đây cũng nguy hiểm không coi nó. Đúng rồi, không biết lội là mệt á. Mấy trên chứ cũng chưa biết lội gành nữa anh. Đâu gành rồi. Cũng hết lưới rồi nha. Giờ neo đây, neo rồi chịu rồi. Mát vậy không? 50 mét. Ngày bị nó xuống. Giờ vô cho vợ sức kem đây. Giặt mấy phút vậy chứ sức kem 3 ngày chưa trắng nổi. Sức kem hủ 10 ngàn 20 vậy đó. Chứ đừng sức nhiều quá, sức nhiều mới văng nữa cũng vậy. Lưới xong rồi nãy giờ chạy đi đâu lên xã chỉnh là có gần 2 tiếng đồng hồ. Giờ mua một đống kem chạy để trộn sức để chạy về. Chứ ông Đại tối ngày vừa nắng vừa nôi không mà không xích kem đi như cục than hả vậy? Vậy chứ ông ra đường gặp mấy đứa cháu không có giờ không? Rồi mua hết nhiêu ạ? Rất máu anh thấy chồng rồi. Rồi sức trắng dữ chưa? Có, trắng. Có kem nào cho anh sức trắng không? Chung luôn là hai đứa mình làm hai chị em luôn cũng làm vợ chồng đó. Trời ơi. Trộn đó xong rồi tới chiều vừa đó là đi thăm lưới vừa đó. Nhăn lắm nhìn chập đó là vừa đó, vừa đen luôn đó. Tối ngày vợ con người ta thương là ta bỏ trong phòng không mà ta đi bỏ vô kiến người ta lộng người ta để chổng còn ngày đem vợ con ra nắng phơi nắng không à. Bỏ vô kiến để chổng lộng như là giặt quý hiếm của thời cổ xưa vậy đó, cái ba cái đồ bờ báo giặt quý hiếm là chị. Trộn kem xong rồi ngủ con dắt hay gì. Bây giờ thức dậy ra đâu nhà này, giờ này 4 giờ chiều rồi. Bởi vì muốn lấy 200-300 ngàn của anh á, trộn kem đâu có dễ đâu. Vậy? Cũng phải làm này làm kia làm nọ rồi lau nhà rồi nấu cơm cho anh ăn, phải dọn dẹp nhà cửa rồi lúc nào giặt đồ cho anh nữa. Trời ơi là trời. Chưa kể bữa nay anh tỉnh ẩm anh đi tắm nữa. À. Chứ phải dễ ăn tiền của anh Tèo rồi cả nhà. Làm như ta lưới anh thấy nó giật cho lắm, nó quọn không dính con cá gì bự không biết. Trời dính cá chẽm một cái một là ngay luôn á. Cá chẽm hoặc là cá bữa hổm dính cá chét cũng bự. Cá chét mà cá chẽm lưới anh này của anh chịu nổi ra anh ơi. Đừng nổi nó bị mục chứ rồi. Dạ tại em nói gì thôi. Lao sáng giờ mấy lần rồi? Lao sáng giờ cứ em nói là có khoảng 4-5 quận rồi đó, là có rồi đó. Nãy giờ nội nãy giờ em qua hết 3 quận rồi đó. Lao nó không có bóng tại vì nó còn xi măng nó bị gít đó anh. Ừ. Lao nó quằn hoài em có tập lao lên. Quặng em lao hoài. Kệ đi lao từ từ nó hết à. Giờ cũng chiều quá nha. Giờ hai chồng em đi thăm lưới. Để coi có xe lưới giống như bữa hả? Không có gì dặn luôn ha. Hy vọng mà xe lưới nha. Đậu trên đó. Kéo dài xuống nè. Gần 50 mét. Giờ đi thăm nó nha. Giờ tới cái đài cái nha. Rồi. Hy vọng. Ê, đó. Đó. Hai đó. Con dính luôn. Rụng luôn vậy đó hả? Rụng luôn đi. Ba con luôn anh. Ờ, giữ rồi. Nha. Ừ. 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 Chút xíu vô mình đỡ. Kìa dính anh ơi. Ôi trời ơi. Ừ. Hai con luôn. Hai con lượt luôn. Kìa. Đó, quá trời luôn. Rồi, hai xe lưới nữa rồi. Hai xe lưới luôn rồi cả nhà. Quá trời rồi. Quá cứ rồi. Có lý rồi đó, nhiều đó không là thấy đủ bữa cơm chiều đúng rồi đó. Đúng rồi nè, kìa anh, kìa. Kìa. Ồ, ủa cái đầu này nó dữ à? Ồ, ủa kìa. Ba bốn con lượt luôn. Bốn con lượt luôn. Quá đã, quá đã. Nhóc luôn kìa, nhóc luôn. Để tay nữa anh ơi. Xe viền luôn, xe viền luôn. Xe viền thiệt rồi. Quá rồi. Cái cá dính dữ anh. Ừ. Có nè. Cái đường này sâu thì dính, dữ như thiệt. Ờ, con cá liềm kiềm dính luôn kìa. Đó, nè. Mình tiêu diệt kìa, tặng gốc con gì cũng dính vậy. Hồi gớt. Quá rồi nha. Thằng đó dính đây kìa. Dậy gần đó luôn kìa. Quọn quọn dãy hẳn kìa. Chiều này mát dậy là nhiều nè. Bữa nay có lý nữa rồi này. Ồ, quá trời luôn cả nhà ơi.
Này để dành tủ lạnh ăn luôn. Dồ mánh nè, dồ mánh. Quá khứ khứ rồi. Quá chợ luôn. Đó. Cúc đã im. Này hết. Im im mà đừng khúc rồi. Khúc đầu à, khúc trên đó là dính nữa đó anh. Khúc đó dính, khúc cái này nước cạn nè. Khúc này nước cạn cái nó ít dính hơn mấy khúc nước sâu dính. Hàm không? Hàm đúng không? Đó, vậy. Phần từ 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 từ. Đó. Bộn á. Dư sức ăn luôn, ăn gì hết. Quá trời luôn. Hết luôn hay vậy? Ồ, trong đó còn hết rồi. Còn hết rồi. Tại lưới khúc này nó không dính rồi nè, này nó không dính luôn nha, mà thấy nãy cũng bộn rồi. Vậy là đủ sống rồi, vô cái đài đúng không? Ờ rồi đấy luôn rồi, giờ vô cá. Làm cơm chiều cả nhà, đài phát thanh nữa đó cả nhà, 5 giờ mấy rồi đó nha, giờ mình bơi vô nè, thành quả này giỡn cho em câu rồi giờ đúng á, nhiều lắm nha. Vô. Trời ơi, cá cả nhà ơi. Sỏ này nè cả nhà. Cầm lên nè. Đây nè. Đây nè, em đổ ba con này nữa rồi nè. Quá trời bộn luôn. Con cá này ngon anh. Làm thấy không? Cá cái ngon. Chút mình lựa mấy con cá cái mình làm. Cá nâu đợt đó em thả 5 6 tháng là không thấy luôn nha. Không thấy một con nào luôn. Kỳ ta. Thằng này nó chết hết rồi anh. Này biết vậy. Văng chỗ này dính vô thiệt nha. Dính dữ luôn á. Vậy chứ mình văng vài lần nó nhát lên rồi. Yeah. Vậy chứ bây giờ mình văng vậy chứ bữa hay bữa mình văng thêm nữa là vài lần nó nhát. Cá đen thui luôn trời. Đen hơn anh. Ừ. Con cá nó muốn tranh cạnh đen với anh á. Nó đen hơn anh nó mới chịu. Kì vậy. Nhiều đây là ở quê là nhiều, đây là sống phè ghe luôn rồi đó cả nhà. Mấy ngày trời luôn á cả nhà. Ở đây ở dưới quê không có tiền cũng không có sợ, không có đồ ăn, xuống chăn tay lưới nghe là có đồ ăn liền, khi ăn nhiều quá thì nó ngán thôi anh. Chứ không có khi thì em kho lạc cho anh ăn hoài, ăn hoài anh Tèo phái kho lạc lắm đó nha, kho lạc lạc mà dầm miếng me vô chua chua cái trời, anh Tèo anh ăn hả hạn mấy chập cơm nha cả nhà. Tháng này không có me trái, có me trái kho ăn ngon lắm mà không có me trái. Không me trái hả? Không có anh ơi, bộn lắm á, nhiều lắm. Nãy giờ đâu 6 rồi mà chiếc này á, con cá em văng 20 con còn bự hơn cá của anh bữa hổm nữa đó anh. Cá này bữa nay ú rồi không không, anh biết sao không? Tại vì á, con cá anh bữa hổm á là anh ngâm qua đêm rồi á anh, nó bị nhả gồng ra nó ốm lại á. Còn con cá này của em á là em văng có mấy tiếng đồng hồ à, nó chưa kịp nhả gồng nó thì vô bụng em mày nên nó còn mập cả nhà. Dữ thiệt cả nhà. Ngon không à? Cá ngon ngon không à? Lấy vậy. Bộ hỏi mình văng không dính luôn anh? Văng quê luôn cả nhà, văng không dính luôn. Văng trên đó là như nó quen, nó sợ như vậy. Tưởng là mình văng trên đó là nó mát, nó ở trong đó. Đúng rồi, đâm đinh á. Nó không có. Ở đây cái độ sâu ở đây có nè, chắc nó xuống sâu được nè. Anh biết không? Trời này nắng nóng quá hả? Nó xuống cái độ sâu quá anh. Độ sâu nó đỡ. Nó đỡ nắng. Chiều ui ui tưởng đâu chuyển có mưa mà không thấy mưa. Không mưa luôn. Mưa ở đâu không còn chưa mưa nên mưa ở đây luôn cả nhà. Rồi. Ở đây quốc đám cho mát. Mà mưa tháng nào mưa lớn chứ mưa mà nhỏ nhỏ là nó hết vậy. Hầm lắm. Hết rồi nè. Hết rồi cả nhà. Ồ bộn hả? Hai mấy con chắc cú luôn. Có con cá bự luôn nè. Ngon ngon không à? Ồ cá này bự. Ngon thiệt. Cái này chiên sụt cà ngon. Ngon ha. Con này ú hơn cá cái. Thành quả của hai chồng mình từ đây từ mấy tiếng hồ. 11 rưỡi trưa mình ra mình văng đó. Ừ. Giờ đến 5 giờ là mấy tiếng? 12 rưỡi, 1 rưỡi, 2 rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi, 5 rưỡi, 5 tiếng hồ. Bộn à. Rồi, em vô mặn. Rồi, vô em cũng ăn cá cả nhà. Được như này. Ồ.
Ví dụ mấy con mà ngon ngon á, em kho. Còn mấy con nó hơi kiểu như nó đen đen á, chắc là em sẽ khô á, em sẽ làm mớ khô để dành ăn anh em. Làm mớ khô luôn ha. Em làm mớ khô để dành nhà chiên ăn cơm rồi cũng có cái để ăn. Nhiều khi có khách có khứa lại á, cái mình đem ra cho người ta dùng luôn. Rồi mấy con ngon. Bằng cá xong rồi cái nấu đồ ăn. Giờ vợ em cũng bằng cá nhà sẽ khô luôn đó. Sẽ luôn anh nè, em chừa nhiêu đây để mình kho ăn nè. Còn nhiêu đây em làm khô. Chứ mình để tủ lạnh cũng ngon anh nè. Còn khô mình ốp vừa ăn vậy đó, cái để dành có dắt vô đó bụng cái với tôi cung nguội ra chai nước lạnh cái con khô xong. Xong buổi rồi. Có trái dừa ha. Ngay luôn. Thôi dữ rồi, cũng thèm khô. Giờ mốt cá luôn cả nhà. Mình cho củ hành vô. Hành tím hả? Đúng rồi. Mình sắp mình. Thêm miếng bột ngọt. Hết luôn đó. Hết luôn. Cho nước mắm. Cũng hết luôn. La lớn gì vậy? Thế hết rõ ràng. Để vợ chồng mình biết được rồi. À, cái chai giống hộp như nè, ngon nhỉ, ngon mới. Nên nước màu. Rồi em ốp để cho nó thấm đi. Mình xay qua em ốp miếng khô anh. Ốp miếng khô rồi để mình sáng mình phơi. Trời ơi, cá khô này phơi một nắng một à. Trời nắng kiểu này mà người còn khô cũng chi con cá. Trời ơi, nửa nắng. Bởi vậy. Vô chiên chút dốt ăn ngoài hai bài. Ngay luôn. Thế giờ em chuyển qua tới ốp cá khô. Nước mắm. Mắm này cũng nghe thơm. Mắm. Thì ốp này mời nó mới phơi luôn à? Để ngày mời nó phơi à. Em cho 2 miếng rưỡi bột ngọt. Cho 1 tí đường vô. Cho nó dịu quá. Tầm nhiêu cá? Đây 15 con cá nè anh. Làm con cá hả? Ừ. Cái này em cho miếng màu dầu điều vô cái nhà cho nó có màu á. Cho con cá dùm đó. Có tiêu không? Cho miếng tiêu vô hả? Cho thơm. Anh không nhắc em quên đó anh. Không. Đúng là chồng của em. Chà. Đúng là người chồng của em. Anh nhắc vợ là vợ quên, nó hơi chồng. Là quá trời lắm. Trời, không lẽ. Chưa ăn cơm mà rau có bao tử đâu, có gì đâu ói. Tôi gắng nuốt vô, tôi nói tôi cũng tự muốn ói ơi. Nhớ mệt. Lâu lâu chọc chơi vậy đó cả nhà, cho nó vui nhà, vui cửa mà. Anh ngộ quá à. Dù có như thế thì nào. Thì có nhiều đây vậy đó. Ừ, trời ơi, nó mặn lắm anh ơi. Chứ phải chơi đâu. Mình tại vì làm mình tới ngày mơ mình mới phơi mà. Anh để cho cả cố mặn, nó mặn chát là sao. Đó, có màu điều vô là mai nó có màu. Vậy cho vô, mình trộn điều lên. Có khô chiều mai mình sẽ có khô ăn. Trộn đều cho thấm là mai phơi ha. Đúng rồi. À, em chút em bỏ vô cái hộp á anh, cái để tủ lạnh. Sáng phơi. Giờ anh lấy miếng mồng bòm này ra anh xào nè anh. Bữa mấy miếng đậu hũ này nè em mua để em nấu đồ chay cho anh Tư á. Còn em để trong tủ lạnh nè. Giờ em lấy ra em xào với bồn bồn luôn. Này nửa chai nửa mặn luôn anh được. Giống nửa chai nửa mặn nha. Mà mình xào mặn mình ăn. Cái này xào ngon lắm á, nhất là cái này nè. Cái này xào ngon lắm. Này bằng chả hay vậy? Nó giống như là chả lụa, làm như chả lụa vậy đó anh. Ngon lắm. Xào chấm nước tương này bá cháy. Xách miếng này ra đi. Xách dài dài vậy nè anh, cho mình dễ gấp. Ngắn thì nhỏ thì lấy muỗng xúc. Chà. Chắc như đầy đủ ăn. Dư ăn luôn. Chả này em nhớ lộn rồi này. Gì? Em mua đậu hũ kia. Còn đậu hũ này là mẹ mua cho anh Tư chứ không phải em mua. Vậy đó hả? Này của mẹ mua. Mẹ chồng em á nghe cả nhà. Này đậu hũ này có cái gì cục cục gì. À, có nấm mèo của anh, hành nữa anh, người ta có niêm gia vị nhẹ trong đây á. Ngon lắm á. Cửa mẹ ở dưới sông Đốc mẹ lên mẹ mua nè. Mẹ em quên em nói em mua giấm, giấm dịch công của mẹ chồng. Đúng rồi, ở đây không dâu này không được anh dâu nha. Dâu mẹ có coi video mẹ kêu lên đổi con dâu mẹ.
Được không được chứ mẹ đổi dâu mới mẹ ơi, chứ dành công của mẹ chồng mày cũng được rồi. Nhưng mà người ta còn có tâm, ta đính đính chính lại mà. Tao dành công luôn đâu. Wow. Phải không mẹ yêu? Trời ơi trời. Cái này anh làm gì cái bất ngờ bất ối đấy trời. Làm gì cái muốn sớm hồn. Nói con lẹ để chiều sắp tối luôn trời. Bớt nhảm lại à. Bớt nhảm lại đây nè. Anh rửa hoàng hôn luôn nè. Hoàng hôn buông xuống mà vẫn chưa có cơm mà ngồi đó vậy. Cơm nó trời không. Gà đi lỗn ngổn mà này chứ. Hoàng hôn luôn. Bây giờ bắt nó lên kho. Bắt cái chảo luôn. Đặng em xào luôn. Làm cơm sớm sớm đi để nó chuyện trời hoàn trọng quýnh. Chắc dò lên cổ. Cái gì đó. Cho dò luôn đó nè. Tại cái bếp hồi mai mốt đi đường điện nữa. Ừ. Nó ngoài người ra nấu mà chứ. Là cái chòi này giống như là mình làm thêm một cái nhà nhỏ của mình nữa đó. Là mình phải có đủ đồ hết trơn, bếp, rồi son, nồi, chén bát mua thêm nữa. Rồi đi được ống nước, đi đường điện nữa cả nhà. Cho nó sang xuống là từ. Bên này dầu sôi. Sôi cho tỏi vô đi. Mai mốt có cái bếp này kia tha hồ nấu luôn anh nha. Nấu được than là củi gì cũng nấu được hết. Tạo trong đây mình đốt củi cái là xong luôn. Lò than thì không có chỗ để mình để. Cá xong cho nước thương. Mùa này không có trái giác nè. Có giác bỏ vô nữa, ngắt ngay con gà tây. Giờ mà kho me đỡ đi. Kho me. Thôi chút xíu mình ăn mình bỏ me vô anh. Dạ. Ừ, rồi giờ cái này cũng nó vàng luôn rồi, anh cho tụi thằng bọn đi. Cái này nên mặn nha, không phải nên chai nữa nha, anh cho nước mắm vô. Nước đậu ngọt. Tí đường. Thường là em thấy có hẳn hay nhưng mà chắc cũng đã hết luôn rồi đó nha. Em không có vô đánh hình á. Đó anh nếm tên đơn còn vui nữa. Để giờ nhưng biết luôn đi. Giờ đây ngủ vô luôn. À bao lâu đi chính? 5 phút rồi. Hồi chính liền rồi. Em cho miếng hành đi nữa. Đây chín là cái này cho hành vô. Cái này xào sao mà lại chín trước cá nghe anh. Ừ. Nhanh lắm. Cắt nhẹ, cắt nhẹ tí tiêu lên cho nó thơm nữa. Ừ. Cá mình cá vậy trời. Cá này để anh vớt bột. Đó, cắt nhẹ cho tí tiêu cho nó thơm. Vớt bột cá mình đây. Cá chín rồi anh cho hành với ớt luôn. Rồi giờ mình ăn cơm được đó này. Chắc được đó. Cà phê cô lạc. Bồn bồn xào bò hủ. Nó xét đây nha. Bữa cơm gia đình có 3 người buổi chiều. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình em nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình em nha. Mời bọn chứ ăn cơm gia đình con. Mấy Trinh đi về đó bụng rồi ăn cơm luôn. Mà thể dục. Mà mấy ngọc nữa vậy con. Dạ. Sáng ngày mẹ không để ý nữa chứ. Mời cả nhà dùng cơm gia đình em cả nhà. Cơm còn 3 người ở nhà không gà đông vui giờ. Nhà ai nó dời chứ muốn buồn rồi cả nhà. Không có mẹ trái thì năng mẹ này đỡ cả nhà. Dành cho nó chua chua. Bỏ cho đây nè. Đó, nãy xong thả vô trước cho nó ra nước rồi. Dạ nói muộn rồi anh. Vậy đó. Trời ơi. Dầm hồi nó cũng chua à. Dạ. Trời, em để coi nè, em dầm một phần chua le, chua lét còn hơn cái nếp của em nữa nè cho anh coi. Rồi đó, chua đó, anh nếm thử coi. Rồi. Chua cái nước á là trang cái nước mới chua, còn cái này làm chua, có chưa ngắm miếng nào là sao chua được. Tao phải lấy nước này, phải rưới rưới lên này, nhỏ thấm được. Ghê trời, biết ăn rồi. Rồi, mời nhà ăn cơm nha. Mà bà có chân cơm mà, em mời cha mẹ ăn cơm. Ừ, ăn đây coi.
Đây bỏ thêm cục nữa. Coi vừa cái bụng anh để anh chê anh nói không chua. Rồi. Bỏ thêm cục nữa. Mà mua chú ăn với tàu hủ chứ con. Ớt đó mẹ mua cho anh, em chơi em đúng không anh? Ừ. Ớt nhỏ nhỏ, em thấy ớt nhỏ nhỏ vậy đó. Dễ ăn. Nó thơm anh ơi, ớt hiểm mà, thơm lắm. Chứ là ớt kia không thơm bằng. Ăn miếng này nè cả nhà. Em mày cả nhà nha. Em nói ăn miếng này. Dạ. Bẻ lần nữa con ăn mới đã rồi. Ừ. Cả nhà mà. Cả nhà mà. Cái mà tới nhà nha. Ừ. Chua chua ăn đá này. Đừng điện. Chưa có đi nữa. Con hỏi gần làm nè. Gắn đèn đỡ dài không? Mà mất mà. Ngồi điện gắn như là đèn rồi con. Thấy xong cái lót gạch cái giờ phải bắt tài lặn giặt nó. Đúng rồi. Thì giống như mình làm cái căn nhà nhỏ vậy đó. Làm căn nhà lớn nhà cái căn nhà nhỏ vậy đó. Đủ thứ làm sinh hoạt gia đình mình mốt mình nấu nướng mình ra đó mình nấu luôn mà. Ừ. Ăn uống ra đó hết mà. Mình bòn xào dù tính tới giòn ha. Ăn thử cục này thử mấy chị. Ngon. Ngon. Ăn chưa? Được rồi. Nãy giờ ăn 2 cục á. Ừ. Đồ mới ngon. Mấy người gửi gì chứ cũng nhậu với anh em cũng bớt luôn. Anh em bao lâu vậy? Cùng mà em thì biết là anh em mà con ăn rồi vẫn còn nhậu không? Anh em biết nhậu không? Không ngon, uống ít thì cũng không nhiều lắm mới nào. Tô tủ lượng là người nào cũng thấy nửa lít à. Bia là 5 lon cái lên. Mấy đứa em à? Đứa chồng em nó phá về nhà em lúc em không có nhà thôi, chứ từ lúc em có nhà giờ là Tết hay là có lễ là hết về lắm. Vui tụi em cũng phá vui lắm, có anh em chị em về đông mà em phá vui lắm. Đông vui đi gần nó hơi mệt thiệt nhưng mà vui. Nhìn hồng cá hả? Dạ. Dạ ăn, nãy giờ ăn ha, qua cục rồi. Cục dạ. Ăn lựa cái lượng, à, cái mức thịt à. Chứ đã không mấy vô xương vô. Dạ. Nè con, đưa lên nè ăn cách. Cảm ơn mẹ. Trời, mấy chị ăn nhanh dữ hả, hết miếng cơm đó mấy chị. Đói hả con? Dạ đói. Đi học về đói rồi. Tập thể dục nữa, trời chưa nắng nữa. Mẹ. Thể dục kỳ học được nhiêu điểm? Dạ, kỳ một á. Kỳ một con được 10 điểm. Hàng gái à? Gặp lắm chứ bên này đó con. Nè kìa. Ừ. Ăn chưa cha hay chưa mẹ? Cha mẹ đang ăn mà đấu đói đâu mà. Chưa chi? Chắc bữa nay thấy không thấy ông ngoại bà ngoại chưa hai bên hai cục cơm. Nãy nó nhiều 9 điểm hả? À? Dạ 10. 10 điểm anh ta dục à? Giỏi hả? Nữa không? Nữa. Gán học lên trên này. Dạ. Đừng dốt giống như cha mẹ nghe con. Cha mẹ dốt mà đành bị đi chửi. Đi làm bị chửi. Thôi bữa giờ là phải học con rồi. Dạ. Không học rồi nữa là thua bạn. Khi cha mẹ chịu cực chịu khổ từ nhỏ, cha mẹ còn chịu được, còn con à từ nhỏ tới lớn giờ đi học không à, có làm gì đâu. Dạ. Là không có học là thua luôn đó. Không học nữa đi làm mướn cho mẹ. Không đợi chửi. Nghe mẹ lần đi làm công ty Trung Quốc này bị chúng chửi cốc. Cốc dài vậy, dài. Nhưng mà khóc thì khóc cũng phải dán làm á, chứ đâu có dám nghỉ nữa nha, nghỉ đói. Mà chửi mình đâu có hiểu gì đâu, mà tại mình tức mình khóc vậy thôi chứ chửi mình cũng đâu có hiểu. Nào nó phun cái răng miếng lụm như nè. Cái gì nữa, nước miếng văng đầy mặt. Cá
cảm sắp sắp thám. Dạ. Biết gì đâu em không hiểu gì chứ. Đời công nhân cả nhà biết rồi đó. Nhà chết rồi. Khổ cực không phải dám làm. Thì không sao bị vậy. Trời ơi, em xé đi thấu ra nó dòng cuốn luôn anh. Nó làm nó bực luôn anh. Đâu khó là như thấu không này. Ừ. Gió mát. Giờ xin đi nước nè. Tập đúng rồi, cái mỏ hành chậm dưa hấu đúng bài luôn. Thêm nữa mỏ nhọn hả? Ghép luôn mẹ. Xong rồi nha, cuốn cơm chiều. Em cũng xong rồi cả nhà. Bây giờ chắc cũng tới đây cả nhà. Nhà đó xem giá theo nha. Cả nhà cho gia đình em được đăng ký, được tay, được lượt, được trẻ. Chúc mọi người khỏe nha. Ở nhà nha. Bye cả nhà nha, chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha cả nhà. Bye bye bà cô chú.